Rời khỏi chợ phiên ngày Chủ nhật đầy màu sắc, tôi đến với khu du lịch cộng đồng Pan Hua nằm trong địa bàn xã Thông Nguyên. Hình ảnh đầu tiên làm tôi thấy thích thú là một chiếc cầu treo bắc ngang qua con suối trong vắt. Qua cây cầu thơ mộng này là khu du lịch Pan Hua. Một đêm lên vào phòng đôi ấy, rồi mình cho hai người thì là 40 đô. Còn phòng một người thì 30 đô. Cái này là trong đó bao gồm ăn sáng rồi. Sau khi làm một số thủ tục check-in và được lễ tân tư vấn một số điểm đến tại Hoàng Su Phi, tôi bắt đầu tìm hiểu và khám phá khu du lịch này. Pan Hua được xây dựng theo mô hình văn hóa cộng đồng. Vì vậy, đến đây, tôi như được sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt, một thế giới trong lành, yên tĩnh, trong một không gian mang đậm bản sắc dân tộc Dao, vùng cao Hoàng Su Phi. Pan Hua đã đưa vào khai thác 27 phòng nghỉ với lối kiến trúc truyền thống xen kẽ hiện đại, chan hòa với thiên nhiên. Các phòng ở đây đều có cửa lớn nhìn ra vườn xanh mướt. Trong phòng, các vật dụng được bài trí một cách ngăn nắp. Không gian văn hóa của người Dao được khắc họa rõ nét qua từng bức tranh treo tường hay chiếc chăn hoa nhiều màu sắc. Dạo một vòng để tận hưởng bầu không khí trong lành của miền Sơn Cước và được hòa mình vào một không gian thơ mộng, êm đềm. Trong một không gian rộng lớn và chan hòa với thiên nhiên, rất có thể bạn sẽ bắt gặp đâu đó những chú ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ ngay trong lối đi xanh mướt và êm đềm như thế này. Những căn bungalow nằm trên triền núi thoai thoải, tách biệt nhau. Xung quanh là cây xanh, cỏ hoa xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên. Không gian kiến trúc bên ngoài cũng gần với không gian sinh sống của người Dao vùng cao Hoàng Su Phi. Những nếp nhà lợp lá,
tiếng suối chảy róc rách. Tất cả đưa du khách đến gần hơn với cuộc sống và văn hóa của đồng bào nơi đây. Sau những chuyến đi khám phá thú vị nhưng cũng không kém phần mệt mỏi, trở về Ban Hau, bạn sẽ được thư giãn tuyệt vời trong những thùng tắm bằng gỗ ngọc am, ngâm mình trong nước nóng với 12 vị lá thuốc của người dao đỏ, hay được nhân viên ở đây chăm sóc bằng những động tác massage mềm mại. Mỏi mệt tan biến, thay vào đó là cảm giác tuyệt diệu không thể nào quên về một vùng đất, một chuyến đi kỳ thú. Tại Ban Hau còn có một hệ thống quầy bar, nhà hàng sang trọng. Sau một ngày tham quan, khám phá, du khách có thể ngồi thư giãn, tận hưởng những ly cà phê trong một không gian du dương, êm đềm của tiếng nhạc, để tiếp thêm năng lượng cho những chuyến đi của ngày hôm sau.